Vâng, chào cả nhà, chào mọi người, chào các bạn, các bạn, các bác ơi. Nay em lại có cái quả ba toác này giới thiệu nên bán thành lý các bạn, để nâu quá. Đút mẹ nó vào góc, quyền vô nó thì tưởng là cái chết. Thế nó đẹp hơn này. Mấy con tỏi thế thôi. Mới nâu nó đi chị. Em chả phải cái người mông má lắm đâu mọi người ơi. Em cũng hay ấy lắm đấy, cũng hay bỏ vật bỏ vã lắm đấy. Hàng về là nâu chùi rồi. Úi giời ơi, dàn quắc sáng lung linh thiên thần luôn. Chỉnh to nhỏ các bác này. Đấy, chỉnh to nhỏ nhá, vô cực nhá. Rồi, ok chưa? A B này. Vâng, thưa mọi người, em giới thiệu đến với mọi người hôm nay đây là một chiếc Omni Đờ Nông các bác nhá. AVC 1550 các bác ạ. Cái gì đây nó, úi dồi, tem mác phong độ phết. Omni này, Omni điện 100V các bác nhé, hàng bãi nhé. Vâng, mặt phay nhôm màu đồng. Đây có chuyển, đây là côn tát gì đây? Này là cái gì, tape CDR. Đây là chuyển các cực đầu vào các bác nhé. Đây là bộ chỉnh đầu vào tune này, CD này, DVD gì này, đấy. Và AUX này, VLX này, TVLX này, và AUX này. Đây còn chỉnh site các chế độ tiếng này, CH cái gì 5 kênh này, chạy cho chế độ 5 kênh này. Và con này đây, ôi nó nhiều chức năng, nó đa đây chế độ nhạc. Nó mấy chế độ như kiểu Equal, rắc mắt đấy rồi vàng. Còn đây này chỉnh AB này, Exit thoát này, tone này này chỉnh bass tép này. Đấy, con này nó chỉnh tép ở đây, bass đây. Vàng đấy, tép đây, bass đây, ấn tép xong rồi ấn lên này. Ấn tép này, tép cộng này, vàng đấy, tép cộng này, tép trừ này. Đây tép trừ đây, đây rồi. Đấy. À đây tép trừ đây. Đấy vâng. Cần bát này. Này có phải nút bát không? No này bát đấy, phải chỉ ấn sang đây nó mới ra bát được. Bát đây, bát tép cộng này, bát này. Đấy chỉnh bát tép là cái nút hai nút này các bác nhá. Bát này. Đấy. FR cái gì các kênh ra đằng sau, các kênh ngỏ ra noa, bass tép đây, volume FRF này, bass này, đấy, bốn cộng đây, máy bao zin bao sống bao nguyên bản các bác nhá, máy bao zin bao sống bao nguyên bản, chưa hề sửa chữa chọc chạch gì. Vâng, hôm nọ cái đợt Covid đi mua xong rồi nó đắt đỏ rồi chỗ nào cũng nâng lên này, cấm khẩu với cấm nhập biên với này. Này nọ kia đi tương vào giá cao, lúc ấy hạc khách thì đang nhộn nhộn mua rồi nhập vào đẩy vào xong bắt đầu rồi là bán thì nó chỉ trà chỉ trệ ấy. Rồi bán thì có lãi thì nó lại phải lâu, khổ vậy, muốn bán được giá thì lại phải để nó lâu. Nên là còn một số con nữa nay thì là hết Covid rồi đấy, mà hàng mua đợt này nó nghe cũng có vẻ là cao lắm. Có vẻ đợt này các bác buôn bán lái lợn cũng nghe có vẻ cầu kỳ lắm. Nhưng mà thôi thì bán thanh lý đi, việc bán thanh lý thì bán thanh lý thôi. Vâng, em bao zin bao nguyên các bác nhá. Máy tuyệt đối mặt kính quá còn ngon lành cành đào đấy ạ. Chứ chưa hề có, máy là chưa hề sửa chữa gì đâu. Máy điện 100V các bác nhá. Đấy, cấu hình nút nguồn đây, chuyển đổi các cầu vào đây, volume đây, chỉnh bát tép bên này. Đấy, để cổng A, cổng B các bác nhá. Chạy A và B đấy ạ. Vâng, đằng sau đây, em quay cái đằng sau để gửi đến mọi người nhá. Máy vỏ vỉ nó còn đẹp đẽ như thế này đây. Chưa có xây sờ thì đâu, mặt phay nhôm đẹp đẹp, rất là đẹp dai luôn chứ không phải là đơn giản. Vâng, em quay qua cái đằng sau để gửi đến mọi người. Chồng đít nên. Vâng, đây là cổng A bác nhá, đây nó có chữ A này, đây một cặp này, đây một cặp này, B chắc là phải bên nào, B đây. B là cài các bác nhá. Vâng, bên là cài, đây là loa center này, một cặp surround này. Cái này thì chả mấy khi dùng đến, chạy đến 5.1 thì mới dùng đến nó, chứ còn không thì cũng chả mấy khi dùng đến. Mình dùng gia đình mình thông thường thì các bác dùng cho em là cổng A, nó có chữ A đây ạ.
Đây một chiếc loa này, đây một chiếc loa là cổng A, các bác bấm chữ A nó nói về A, còn đây là cổng B, chữ B đây ạ. Là các bác cài một cặp nữa vào đây, vâng. Công suất của con này là 195W, 195W xịn của nó chuẩn lắm các bác ơi. Ngon lành cành đào lắm. Ốc á còn zin nguyên, dây điện xịn. Chưa có gì cả, còn đây là các cái ngỏ đầu vào của nó đây. Các cắm vào CD, đây hàng CD trên cùng đấy ạ. Em giới thiệu qua một chút, chắc là các bác các anh có ai biết rồi, nhưng mà em giới thiệu qua một chút. Đây có cổng quang các bác nhá. Đây có hai cổng giải mã nhá, optical nhá. Nhưng khi cắm vào đây các bác phải bấm vào đằng trước, nó phải optical thì nó mới giải mã cho. Tức là ăn ở đằng sau lệnh nào thì đằng trước phải nhận được cái lệnh đấy, nó nhận được cái lệnh thì nó mới ấy cho. Còn đây là audio in là CD này, các bác cắm vào hàng CD thì đằng trước phải cắm vào CD này. Bấm về CD. Đấy cắm vào từ đây xuống VC, tape, CDR, VCD hoặc là này nọ vân vân gì đấy thì các bác phải bấm nó về ở đằng trước, cái lệnh nó về thì nó mới ăn. Vâng, đây là còn hai cổng quang, đây là out, đây quang vào, đây quang ra. Đây là quang ra các bác nhé, dưới này cái nỗi vàng trắng trắng này là quang ra này. Còn cái nỗi trên này mới là quang vào. Tức là cắm ở tivi thông minh xuống luôn đấy, giải mã luôn đấy. Vâng, cái gì cũng vậy, âm ly nào cũng vậy, đời nào cũng vậy, nó có một cái tiện dụng thì nó lại có một cái phức tạp. Bao giờ cũng vậy, công nghệ nó càng cao, nó bằng số thì bắt buộc sử dụng nó lại khó. Cứ dùng bằng cơ thì nhiều thì nó lại cổ điển, nhưng mà nó lại rất là dễ dàng sử dụng. Dao búa nó lại dễ dụng, còn dùng bằng cái loại điều khiển với lại dùng bằng các cái chức năng nó công nghệ đời cao một chút thì là. Vâng. Đây âm ni đờ nông đi ạ, Novac 1550. Vâng đấy, em cũng quay đầy đủ để gửi đến các bác các anh. Còn hệ thống jack kim thì chả mấy khi bên Việt Nam mình dùng đến nó. Cái này nó sản xuất ở bên nó mới dùng những cái jack bằng cái lỗ mũi này, chứ còn bên mình làm gì mình phải dùng to, phải như ngón tay mình phải dùng, bé bằng này không dùng làm gì cả. Vâng, thưa với mọi người như vậy, đằng sau là vuông thành sắc cạnh âm ni đẹp các bác nhá. Hình thức rất là đẹp, vâng. Em cũng nói luôn, em bán trên dưới 2 triệu một chút. Vâng, trên dưới 2 triệu một chút đấy ạ. Vâng, bày đủ là các bác các anh ở xa em bán thanh lý đấy. Con này nọ xưa kia là 27, 28, 30 đấy. Vâng, bây giờ em bán máy bao zin bao nguyên các bác nhá. Tiếng đánh chất âm tốt, các bác dùng về để nghe nhạc vàng hoặc để làm đầu đẩy công suất. Đầu đẩy công suất rồi các bác ghép với một thớt vang nữa, các bác hát karaoke. Na ngon ảnh, vâng, em bán thanh lý trên dưới 2 triệu để lấy tiền đóng phường. Phường là 1,2 hết tiền tiêu rồi, cho nên là phải bán đi. Bán thanh lý đi, đầy đủ là giá, với cái giá này là giá hữu hảo, giá thơm thảo rồi. Không mà cả không bao ship, bởi vì em các bác anh có nhu cầu thì điện đến thì em báo giá cụ thể. Cũng có thể là các bác anh ở xa thì cái giá thanh lý thì đồng ý, nó không phải là đồ phế liệu, đồ vứt đi mà bán thanh lý đâu. Mà đầy đủ, một là hàng em để lâu rồi, cũng đến 2 tháng rồi. Sau nữa là để bán em nhập hàng mới, buôn bán thì nó như vậy, chứ để lâu nhìn thấy nó chóng mặt lắm, sốt ruột lắm vậy thôi. Lắm khổ quá đi, thế bà mua về thì cũng muốn bán ngay, nhưng mà lại cũng muốn ăn lãi cao thì phải, nhưng mà bán cao thì lại chả ai mua cho, khổ thế. Nên nắm lúc nó buôn bán nó cũng chả được như ý muốn. Lộn hết cả ruột, nên nhìn thấy nó dở ra, nhìn thấy nó dở vào, nhìn thấy một đống dở vào ra, nhìn thấy một đống lộn ruột lắm. Nên là thôi thì thanh lý thì ai rước đi cho thì cũng kiếm được đồng nào được, trả được thì lấy tiền là bán cái hàng mới, mua cái hàng khác về mà bán nó nhanh thôi. Thay đổi tư duy đi tí, chứ không có thì hết Covid rồi mà thấy hàng họ vẫn cứ Covid. Dịch thì hết rồi mà âm ly với tivi này, tivi hàng đống rồi này. Bán thanh lý khổ quá nên mà nhiều lắm, loa đài tivi chất đống chất thùng đến này còn chả muốn xé đấy các bác ạ. Nó còn nhiều cái này, vậy khổ vậy. Căn bản cũng tại em hay bán đắt. Tại em thì cứ đi nhặt những cái đồ nó chưa sửa chữa gì, cái đồ nó còn đẹp đẹp về hay bán đắt, cho nên chả thế nào ấy. Thôi quả này phải bán rẻ đi, bán rẻ đi một số thứ. Còn một số thứ em vẫn phải bán đắt, vì mua đắt thì phải bán đắt, chứ mua đắt bán rẻ thì chết mẹ em. Thôi nói vui với các bác các anh tí vậy nhá, để mang cái tinh thần ai có nhu cầu sử dụng cái chiếc âm ni đờn nông trên. Mặt trước này em quay rồi, em bao zin luột gan bên trong đẹp đẽ ngon này, chưa hề sửa chữa, chưa hề có thay tháo gì. Vâng, em bán với giá trên dưới 2 triệu, các bác anh ở xa thì em ship hàng toàn quốc nhé. Bất kể trong lãnh thổ Việt Nam em ship hết, ai đắt hàng cho em gửi bên Viettel, người ta chuyển đến tận nhà các bác luôn. Vâng, thủ tục mua bán vẫn là đặt cọc một chút, để có cái cơ sở tin tưởng nhau chúng ta gửi hàng, phấn khởi động viên nhau. Còn bao nhiêu đấy bên các bác nhận được hàng thì các bác thanh toán cho em với biểu cục Viettel, bên Viettel Post. Vâng, đầy đủ này em bán trên dưới 2 triệu.
Thì các bác anh điện về cho em thì cụ thể cái giá cả thì mình thỏa thuận với nhau, vì là cũng có thể các bác anh ở xa, ở gần cũng thế mà ở xa cũng thế, trường hợp mà nó ấy thì anh em thỏa thương thảo với nhau, thỏa thuận với nhau. Thì cũng vâng, nay em đăng lên đây thì gửi gắm đến mọi người, các bác các anh xem video của em, những ai có nhu cầu thì xin liên lạc về cho em ship hàng đến các bác chơi. Vâng, cũng đầy đủ là ai có nhu cầu xin điện về cho em qua số điện thoại 0982482610 nhá. Vâng, các bác cứ điện về ép giá thoải mái. Được thì em bán, đắt thì được giá thì em bán, rẻ quá em cũng chả bán được, mà bán đắt cũng không bán được, bán đắt từ xưa đến giờ bán đắt không bán được, chỉ có bán rẻ. Mà rẻ thì lại không bao giờ có đồ ngon ấy, nó khổ vậy, nhưng mà rẻ vẫn dễ bán hơn, công nhận này. Đợt Covid thì nó khó khăn, cái tài chính kinh tế người người nhà nhà mọi người khó khăn lắm. Buồn bán cũng cháy chợt. Mấy hôm nay rồi. Vâng, em xin chân thành gửi gắm đến với các bác, các anh ai có nhu cầu xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982482610. Cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Các bác các anh có nhu cầu thì xin ở gần thì mời về tại cửa hàng em để xem trực tiếp, test âm và đắt hàng cho em. Máy em bao zin bao sống 100%, em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Vâng, thủ tục mua bán cũng như em trao đổi, các bác đặt cọc cho em một chút để làm tin, còn em gửi bên Viettel người ta bàn giao tận nhà các bác, tận tay. Các bác thanh toán nốt với số tiền còn lại. Vâng, em xin chân thành gửi gắm đến mọi người, rất mong được sự ủng hộ các bác. Vâng, em xin cảm ơn mọi người đã xem video của em. Chào mọi người.